nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc lốp phá xăm. Trước tiên là mình sẽ xả cái phần hơi trong xăm ra trước ạ, còn lại sau đó tiến hành mình gom cái lốp, cho lốp đẹp vào hết đi cả hai bên. Rồi, ok, sau đó mình sẽ gom lốp cách cầm. Đặt ở vị trí nào được thì các bạn, không quan trọng. Cái thứ hai, nếu mà nó căng quá có thể nhả vừa ra vào, có cái này đến trước giữ tay cầm luôn vào thứ hai. Cách vào này, đấn vào đây ra một tí, có thể vào một tí này và tiến hành thôi xăm ra.